xin được trân trọng cảm ơn tốt ca của điểm hai bà trưng kính thưa quý vị thì giờ này à, chúng ta sẽ cùng đến với lời Chúa qua phần chia sẻ của mục sư Bùi Quốc Phong với chủ đề đấng cứu nạn thần kỳ và trước khi chúng ta đến với phần chia sẻ của mục sư Bùi Quốc Phong chúng ta hãy cùng thờ phượng Chúa qua phần kinh thánh đối đáp quý vị hãy cùng tôi chúng ta dập dàng đọc à, những phần đoạn kinh thánh hiển thị ở trên màn hình hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với ta Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ." Đức Chúa Giêsu phán với ông: "Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà này. Bởi con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất." Đức Chúa Giêsu Christ người Nazareth đứng mà quý vị đã đóng đinh trên thập tự giá và đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, chính nhờ danh ấy mà người này được lành mạnh và hiện đứng trước mặt quý vị đây. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Phierer tỉnh lại và nói: "Bây giờ tôi biết chắc rằng Chúa đã sai thiên sứ ngài giải cứu tôi thoát khỏi tay Herod và khỏi mọi điều dân Do Thái đang mong đợi. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao và ban cho danh trên hết mọi danh. Để khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Cha Trời là Đức Chúa Cha. Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Thì giờ này xin được mời mục sư Bùi Quốc Phong lên hầu việc Chúa. Quả thật chúng ta không đủ lời, đủ tiếng để ca ngợi vẻ đẹp sự kỳ diệu và vinh hiển của Chúa Giêsu giáng sinh. Có đúng không ạ? Cảm tạ Chúa vì từng bài thánh ca, từng tiết mục vừa rồi trong đêm nay mang đến một cảm giác bình an lạ lùng. Và vì vậy tôi mang đến cho từng quý ông bà anh chị em. Thông điệp của Chúa Giêsu giáng sinh. Ngài chính là đấng cứu nạn thần kỳ. Thế giới này có rất nhiều điều kỳ diệu bởi vì nó được tạo nên bởi một đấng diệu kỳ, một đấng thần kỳ. Và từ nguyên thủy, thế giới này được dựng nên tươi đẹp và kỳ diệu. Nhưng về sau đó và càng về sau này Thế giới này càng nhiều những điều tai ương Chết chóc và ghen dối Bởi vì có một cái bàn tay đen tối Của ma quỷ lũng loạn Và làm cho thế giới này trao đạo Thế nhưng trong Chúa Giêsu Và trong mùa Giáng sinh năm nay Thì vinh quang đắc thắng của Chúa Giêsu Bày tỏ ra cho tôi Và từng ông bà anh chị em những người đã tin, những người đang tìm kiếm sự bình an thật ở trong thế giới này rằng Chúa Giêsu chính là đấng cứu nạn thần kỳ. Khi chúng ta nghe đến sự cứu nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thường nghĩ rằng là Ngài sẽ cứu chúng ta khỏi những cái hoạn nạn, những cái tai ương bình thường ở đời tạm này hay thậm chí là qua cái dịch bệnh mà đang diễn ra trong quả đất này nhưng mà Chúa Giêsu đấng cứu nạn thần kỳ, Ngài sẽ cứu chúng ta ra khỏi một cơn đại nạn mà truyền thông thế giới này ít đề cập đến. Nhưng nó là một cơn đại nạn mà bất cứ ai không để tâm đến lời của Chúa Giêsu thì sẽ không có cơ hội ngóc đầu dậy kể cả trong phần thể xác lẫn linh hồn. Đó là cái đại nạn về tội lỗi. Mỗi một chúng ta sinh ra ở trong quả đất này và lớn lên chúng ta đều mang trong người một cái nọc, đó là nọc của tội lỗi và sự chết. Và Kinh Thánh nói rằng là vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nghĩa là tất cả những cái trần ai khổ hạnh ở đời này, tất cả những cái công giá mà chúng ta nhận lại được ở đời này cuối cùng quy lại đó không chỉ là sự chết về phần thân thể của chúng ta mà còn cả sự chết đời đời của linh hồn nơi hồ lửa, bởi vì tiền công của tội lỗi và nọc độc của tội lỗi chính là sự chết. Nhưng Chúa Giêsu đến như là một đấng cứu nạn thần kỳ. Ngài đến và nói rằng ngài là đấng duy nhất. Ngoài Chúa Giêsu ra không có một cửa nào khác để tôi và bạn được cứu. Lời Chúa trong Kinh Thánh có nói rằng là gì ạ? Vì không có một đấng nào khác được ban cho loài người để nhờ đó mà người ta được cứu ngoài Đức Chúa Giêsu. Loài người tìm rất nhiều phương cách để tự cứu lấy mình. Nhưng càng gỡ càng tìm cách thì người ta càng luẩn quẩn càng bế tắc. Nhưng mà khi loài người và cá nhân mỗi người như tôi và ông bà anh chị em ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu để tâm nghe tiếng Ngài. Thì lúc đó, một cánh cửa một cánh cửa mới, một cánh cửa sáng sẽ mở ra và ánh sáng sẽ tràn đến trên đời sống của chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa trong Kinh Thánh có chép rằng: Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh lo âu, hãy đến cùng ta, ta sẽ ban cho các con sự Ngơi nghỉ, hãy mang lấy ách của ta và học theo ta vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Buổi tối ngày hôm nay, Chúa Giêsu đến với tôi, đến với ông bà anh chị em và bày tỏ rằng Ngài chính là đấng cứu nạn thần kỳ, Ngài là cứu cánh duy nhất của đời sống chúng ta. Loài người đang tìm cách để tự cứu mình ra khỏi cái dịch nạn này nhưng trong kinh thánh đã báo trước rằng có những cái cơn hoạn nạn còn lớn hơn nữa sẽ nối tiếp nhau xảy ra trong những năm tháng sắp tới và cái mà chúng ta đang trải qua này có lẽ rằng truyền thông đang làm cho nó trở nên truyền thông cùng với sự hoảng sợ con người đang làm cho nó trở nên ghê gớm hơn cái mức độ thực tế của nó và loài người luôn tìm cách để tháo gỡ bằng các phương thuốc bằng các cái loại tiêm chủng nhưng tất cả những điều đó sẽ không gỡ rối được mà đấng duy nhất có thể gỡ rối cho loài người này đó là Chúa Giêsu thưa quý ông bà anh chị em buổi tối ngày hôm nay Chúa Giêsu đến với tôi và đến ông bà anh chị em khẳng định rằng ngài là con đường duy nhất để chúng ta được cứu ngoài ngài ra Chúng ta không có một phương thức nào khác Để qua đó chúng ta nhận được hy vọng Và nhận được sự sống ở trong cõi đời này Tôi cũng như nhiều người khác buổi tối ngày hôm nay Chỉ là những nhân chứng sống để nói rằng Trong Chúa Giêsu có sự sống thật Trong Chúa Giêsu có sự cứu nạn thần kỳ Và tất cả những ai đi theo Chúa Giêsu không chỉ được cứu vớt về phần linh hồn, nhưng dọc cái đường đời tăm tối này luôn luôn được cứu giúp, luôn luôn được cứu nạn và luôn luôn được sự chăm sóc kỳ diệu của Ngài. Vậy cách Chúa Giêsu cứu chúng ta khỏi nạn tội lỗi hay khỏi nọc độc của sự chết đời đời là như thế nào? Ngài thực hiện điều đó không phải bằng cách là Ngài chế tạo ra cỗ máy này, phương thuốc kia hay công cụ này, công cụ kia mà Ngài thân trinh, đích thân Ngài từ trời xuống đất để đi tìm và cứu mỗi chúng ta. Ngày nay trong đài báo chúng ta hay nghe thấy cái câu là đi từng ngõ, gõ từng nhà mà ra từng đối tượng. Đúng không ạ? Nhưng Chúa Giêsu không chỉ không chỉ là như thế mà Ngài còn thân chinh từ trời xuống đất và Ngài đến với chúng ta một cách cá nhân, một cách thân chinh và Ngài thông qua thần linh của Ngài gõ cửa lòng mỗi một chúng ta. Ngay thì giờ này Chúa Giêsu nói rằng: "Này ta đứng ngoài cửa lòng mà gõ, hễ ai nghe tiếng ta và mở cửa ra, ta sẽ bước vào ở cùng người đó và người đó mãi mãi ở cùng ta." thưa quý ông bà anh chị em, đức chúa giêsu đấng cứu nạn thần kỳ chính là sự ban cho thiêng liêng của đức chúa trời cho bất kỳ ai sẵn lòng mở lòng của mình để đón nhận. đức chúa giêsu vốn có bản thể của đức chúa trời nhưng ngài không coi sự bình đẳng của mình với đức chúa trời là điều nên nắm giữ mà ngài hạ mình xuống mang thân phận và hình hài con người và thậm chí là địa vị tôi tớ và rồi vâng phục Đức Chúa Trời, vâng phục cho đến chết và thậm chí chết trên cây thập tự giá. Và qua đó, Ngài được Đức Chúa Trời khiến cho sống lại và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh hiệu. Và chính Chúa Giêsu là đấng đã đến tìm tôi và nhiều người trong buổi tối ngày hôm nay. Ngài nói rằng hỡi con, là kẻ đang mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta. Ta sẽ mở lối thoát cho cuộc đời của con. Ta sẽ cho con kinh nghiệm được sự cứu vớt thần kỳ ở trên cuộc đời của con. Lời Chúa trong Kinh Thánh nói rằng: Chúa Giêsu ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể ngài trên cây gỗ để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ những vết thương của ngài mà anh em được chữa lành. Ồ. Chúng ta có một đấng và Đức Chúa Giêsu chính là đấng thần kỳ, đó là gì? Ngài chịu trách nhiệm cho sinh mạng của chúng ta, cho linh hồn của chúng ta và ngài thực hiện điều đó không phải là bằng những cái công cụ gián tiếp mà ngài thực hiện điều đó chính bằng sự sống của ngài, sinh mạng của ngài và Ngài thân trinh đích thân đến quả đất u tối này để tìm và cứu chúng ta. Chúa Giêsu đã đến cách đây hơn 2.000 năm ở tại Bethlehem xứ Do Thái và những điều mà Chúa Giêsu nói, những điều Chúa Giêsu làm và thần linh của Chúa Giêsu để lại trong quả đất này đang khiến cho những gì diễn ra trong thế giới này y chang như những gì mà Đức Chúa Trời đã lập trình trong Kinh Thánh. Có hai lối. Một lối đó là chúng ta chạy đến với Chúa Giêsu để đón nhận cái sự chăm sóc, sự mở lối thần kỳ. Và một lối đó là chúng ta cứ tiếp tục tự phụ và đi theo ý riêng của mình. Lúc đó chúng ta sẽ không có cơ hội để ngóc đầu dậy. Và những cái cơn hoạn nạn sắp đến sẽ làm tắt ngấm đi cái tia hy vọng để chúng ta có được cơ hội đón nhận sự cứu nạn thần kỳ của Ngài. Buổi, buổi, tối ngày hôm nay, tôi đến đây không phải là một như một người để thuyết giáo, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, công bố rằng chính Chúa Giêsu đang muốn cứu vớt cuộc đời của từng quý ông bà anh chị em bằng sự đến, sự chết, sự sống lại và thần linh của Ngài đang có mặt ở trong quả đất này. Quả đất này vẫn tiếp tục rèn rối Và vẫn tiếp tục đi xuống Nhưng bất cứ những ai Chạy đến với Chúa Giêsu Giáng sinh Thì tâm linh của chúng ta Sẽ được bừng tỉnh Tâm trí của chúng ta sẽ được soi sáng Thân thể của chúng ta Sẽ được biến đổi và tình yêu quyền năng của Chúa sẽ mở ra chúng ta một con đường hoàn toàn mới Mà trong con đường đó những người khờ dại cũng không lạc đường vậy thương bà anh chị em, Chúa Giêsu bày tỏ cho tôi, cho ông bà anh chị em trong cái phong nền của vô số những cái biến cố của quả đất này, rằng ngài chính là cứu cánh, ngài chính là cánh cửa thần kỳ mà bất cứ ai nhận thức được rằng mình đã nhiễm một cái cơn đại dịch, đó là cái dịch bệnh tội lỗi cái nọc của tội lỗi ở trong mình và từ tội lỗi dẫn đến sự chết và mình chạy đến với Chúa Giêsu thì sự cứu nạn của Ngài là chắc chắn. Ngài nói rằng này ta đứng ngoài cửa lòng mà gõ, Thì ai nghe tiếng ta và mở cửa ra, ta sẽ bước vào ăn tối cùng người đó và người đó mãi mãi ở cùng ta. Tất cả những bài thánh ca, những tiết mục múa à, kịch đều nói lên một điều rằng là gì? Loài người và những người đã nếm được cái sự cứu nạn của Chúa Giêsu không đủ lời đủ tiếng để ca ngợi vẻ đẹp, quyền năng, tình yêu và sự lạ lùng của Chúa Giêsu. Ngày nay để chúng ta được cứu khỏi một cái tai nạn hay là để chúng ta được chữa khỏi một bệnh tật nào đó theo cách của loài người này rất tốn kém và phải chi trả rất nhiều mà có khi là gì ạ? chi trả rất nhiều mà cũng không được kết quả gì cả. Nhưng sự cứu nạn của Chúa Giêsu là sự cứu nạn hoàn toàn là miễn phí, hoàn toàn là cho không cho những người ý thức được rằng mình đang chìm đắm ở trong hoảng sợ, mình đang chìm đắm ở trong tội lỗi, mình đang chìm đắm ở trong những cái bế tắc của cuộc sống này và mình muốn được sự động chạm thần thánh của Chúa Giêsu trên cuộc đời của mình. Một điều tuyệt vời đó là các các quan quyền ở đời này người ta gìạ không trực tiếp đến với mình. Nhưng mà Chúa Giêsu là vua trên muôn vua Chúa trên muôn chúa Ngài lại thân trinh đích thân đến quả đất này Trong thân phận của tôi tớ đơn sơ Và đến gần cuộc đời của mình Tất cả chúng ta Đều thấy rằng là gì ạ? Chúng ta không cần phải tìm đến Mà chính Chúa Giêsu tìm đến với chúng ta Ngài đến tìm và cứu những người có tội trong kinh thánh rất nhiều lần nhiều cách những môn đồ của chúa khi họ gặp những cái cảnh ngặt nghèo và họ không có lối thoát thì chúa đã xuất hiện một cách kỳ diệu và thần kỳ để mà mở lối để mà giải thoát cho họ và nhiều người ở trong đoàn dân của chúa nhiều người ở trong cộng đồng con cái chúa đã kinh nghiệm được rằng là chính chúa đến tìm mình mình đã ở trong những cái vũng bùn của sự bế tắc và gì ạ? và cái đích duy nhất đó là cửa của sự chết đời đời và âm phủ. Nhưng mà rồi thì dạo Chúa đã đến và nhặt cuộc đời mình ra khỏi. Điều đó, buổi tối ngày hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định rằng Ngài là đấng cứu giúp duy nhất và bền vững nhất cho những ai đến với Ngài. Cái điều thứ hai đó là Ngài thân chinh từ trời xuống đất để đến tìm và cứu từng người một ngài không chỉ đi từng ngõ gõ từng nhà già từng đối tượng mà ngài còn đi sâu vào trong tâm can của ông bà anh chị em qua lời của ngài qua thần linh của ngài và phát ra một cái tín hiệu rằng này con hãy chạy đến với ta và ngài thực hiện điều đó bằng cách gì ạ bằng cách dùng chính sinh mạng của mình để hiến cái huyết máu của ngài để tội lỗi chúng ta được thanh tẩy và rồi sự sống lại của ngài để ban cho tâm linh, tinh thần và tâm trí của chúng ta được mở ra và được sống. Chúng ta thấy những cái biểu tượng ở trong thế giới này về niềm hy vọng được cứu chữa, được sống vẫn còn in đậm và mang bóng dáng của Chúa. Chúng ta đến bệnh viện, chúng ta nhìn thấy cái cây thập tự dấu cộng màu đỏ, đó là gì ạ? Biểu tượng rằng Chúa Giêsu chết trên thập tự giá và đổ máu mang đến sự cứu nạn Và ngày nay loài người đến bệnh viện chỉ nghĩ là được cứu chữa và được chữa bệnh về phần xác thôi Nhưng mà sự cứu nạn thần kỳ của Chúa Giêsu Đó là cứu nạn kể cả về phần hồn lẫn phần xác Tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, thân thể được biến đổi, được chăm sóc và gì dạ thân thể cũ sẽ bị cũ mòn và qua đi Nhưng Ngài ban cho thân thể mới Là thân thể bất diệt Thân thể vĩnh cửu rồi chúng ta thấy rằng là gì ạ niềm hy vọng về hòa bình về bình an của loài người thể hiện bằng con chim bồ câu ngậm cành ô lưu hay là hình ảnh chim bồ câu bay bay lên thì trong kinh thánh hình ảnh chim bồ câu là mang đến hy vọng mang đến bình an và trong cái trận đại hồng thủy khi mà loài người bị ngập lụt và ông Noe thả con chim bồ câu ra Nó quay về, nó ngậm cành ô liu Và nói rằng đó là có hy vọng Đó là có sự sống ở phía trước Và Chúa Giêsu sau khi Ngài chịu bát tem xuống nước Và Ngài sống dậy Thì hình ảnh chim bồ câu từ trời giáng xuống Và tiếng phán của Đức Chúa Trời Nói về Chúa Giêsu rằng đây là con yêu dấu của ta Đẹp lòng ta hoàn toàn những cái hình ảnh này đều đến từ Chúa Giêsu, đều đến từ lời kinh thánh để khẳng định một điều rằng là gì? Con đường cứu vớt bền vững vĩnh cửu chỉ có đi qua Chúa Giêsu. Thưa từng quý ông bà anh chị em để tâm lắng nghe thông điệp của Chúa Giêsu buổi tối ngày hôm nay. Tôi cũng giống như cái loa của Đức Chúa Trời nhưng bằng cả trái tim bằng cả cảm xúc của mình như một nhân chứng được đức chúa trời cứu vớt được đức chúa trời động chạm chúa qua môi miệng của tôi nói rằng hỡi con là kẻ mệt mỏi nhiều lo sợ nhiều hoảng hốt nhiều bế tắc nhiều tội lỗi ở trong cuộc đời này hãy đến với ta tội lỗi con được tha linh hồn con được cứu và thân thể con sẽ được ta biến đổi ở trong quyền uy của đấng cứu nạn thần kỳ một lần nữa. Một chút nữa thôi. Ông bà anh chị em sẽ được Chúa mời gọi qua một con cái Chúa khác mời gọi rằng chúng ta hãy cầu nguyện để đón nhận Chúa Giêsu. Ông bà anh chị em có thể hỏi rằng là làm thế nào để tôi có thể đón nhận được đấng cứu nạn thần kỳ, đón nhận được Chúa Giêsu một cách riêng tư, trực tiếp cá nhân trong buổi tối ngày hôm nay? Chỉ có ba điều thôi. Điều thứ nhất đó là chúng ta thú nhận rằng chúng ta lâu nay sống bế tắc, sống lỗi và chìm đắm trong rất nhiều nan đề do tội lỗi của mình gây ra trong ý nghĩ, trong lời nói, trong hành động và kể cả là sự ảnh hưởng tội lỗi của những người khác xung quanh mình và có quá nhiều những đổ vỡ. Chúng ta thú nhận rằng con là người có tội. Cái điều thứ hai đó là chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã đến, đã chết trên thập tự giá, đã sống lại vì chúng ta để cứu chúng ta một cách thần kỳ. Và điều thứ ba đó là qua lời cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện thú nhận rằng Chúa Giêsu ơi con là người có tội. Và con muốn được Chúa tha tội cho con. Nay con chạy đến với Ngài, ký thác thân thể linh hồn của con nơi Ngài. Hãy tìm đến với một hội thánh hay với một ai đó, một mục sư, một con cái Chúa để nói rằng tôi muốn tìm đến với đấng cứu nạn thần kỳ, tôi muốn tìm đến với Chúa Giêsu trong mùa giáng sinh năm 2021 này. Cầu xin chính Chúa sẽ kéo lòng của ông bà anh chị em đến với Ngài. Và đây cũng là cái điều nguyện ước cháy bỏng của tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Đó là từng ông bà anh chị em đã tin Chúa rồi, hãy cảm nghiệm rằng Chúa chính là đấng cứu nạn thần kỳ trong cuộc đời của mình và ông bà anh chị em là những người đang tìm hiểu thì được biết rằng cửa của Chúa là cửa duy nhất để chúng ta được cứu một cách ngoạn mục và lạ lùng. Hãy bước qua cửa cứu rỗi để đón nhận sự tự do, sự sống thật, sự bền vững ở trong một thế giới ngày càng đi xuống này. Amen.